Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Phiêu Lưu Ký ngày hôm nay. Thì như các bạn biết thì là đợt này Việt Nam mình khá là căng thẳng, đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nơi mình sinh sống cũng vậy, cũng đang giãn cách 15 ngày. Thì mình cũng đang ở đây, đang ở công ty làm việc thôi, cũng không đi đâu được. Mình nghĩ là chắc phải tầm độ tháng 2 tháng nữa may ra mới có thể thực hiện một số cái video về du lịch cho các bạn xem được. Nhưng mà không sao, đợt này có một số thời gian rảnh nhất định cho nên là mình cũng sẽ làm một số cái video để có thể chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm bản thân của mình trong thời gian vừa qua. Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ làm đấy là về chủ đề ăn uống. Chúng ta nên mang gì đi ăn, nên uống gì khi mà chúng ta chạy xe đường dài. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào đang có dự định mà sau khi giãn cách có thể làm một chuyến mà vẫn đang băn khoăn mà không biết là nên mang gì, ăn gì khi mà chúng ta chạy xe ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên tham khảo video này của mình nhá. Thì các bạn ạ, khi mà đi du lịch bụi bằng xe máy thì vì cái tính chất đấy là chúng ta di chuyển nhiều, mình nghĩ là chúng ta nên ưu tiên những cái đồ có tính chất như là nhỏ gọn này, tiện lợi này, ít phải chế biến, ăn được luôn này và có thể bảo quản lâu. Đây là những cái yếu tố mình nghĩ là chúng ta nên ưu tiên khi mà chúng ta chuẩn bị đồ mang theo. Thì đầu tiên mình khuyên anh em nên mang cho mình đây là các loại bánh, có thể đấy là bánh choco pie, bánh quy và bánh mì nhá. Đây là những cái thực phẩm mình thấy là rất là tiện dụng, tiện lợi. Đây là một trong những cái đồ thực phẩm mình thấy là gần như là những anh em nào hay đi, đặc biệt anh em nào đi leo núi, trekking, đi đường dài, đi lâu ngày sẽ sử dụng rất là nhiều. Cái lương khô nó có một cái ưu điểm mình thấy rất là lớn, đấy là nó rất là nhỏ, gọn, giá thành thì không quá cao. Mình thấy đa số thì rơi vào tầm độ 10.000 đến 20.000 đấy. Và nó bảo quản được lâu nữa. Và cái đặc biệt quan trọng nhất bạn, cái lương khô ấy mình thấy là tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà thực sự là nó có võ đấy. Các bạn chỉ cần ăn một phong lương khô cộng với lại một hộp nước, đôi khi các bạn có thể trụ được một ngày luôn. Cái lương khô rất là hay vì nó trong cái bánh đấy mình thấy là nó có rất nhiều các loại ngũ cốc, nên là cái giá trị dinh dưỡng trong đấy rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là lương khô nó cũng ngọt, nó có đường, cho nên là cái đường sẽ giúp cho chúng ta chống bị hoa mắt này, chống bị tụt huyết áp đó. Bởi vì là khi mà chạy đường dài anh em bị thể lực bị hao mòn ấy, rất dễ bị hoa mắt, chóng mặt, nên là chúng ta sẽ cần một số loại thực phẩm như vậy để bổ sung năng lượng dọc đường đi. Cái đồ ăn tiếp theo ấy mà mình nghĩ các bạn nên mang theo trong ba lô của mình đấy là một chút hoa quả tươi nha. Thì một số loại hoa quả có thể như là cam, xoài hay là dưa đó. Mình thấy ví dụ như quả cam ấy thì là nó có vitamin C ấy, thì là rất tốt khi mà chúng ta mệt mỏi. Và có một cái ưu điểm rất lớn của hoa quả đấy là nó rất là mát và ngọt, thì các bạn sẽ dễ ăn hơn rất nhiều so với các loại bánh. Bởi vì là các bạn chạy xe rồi các bạn sẽ biết là khi mà trời nắng ấy, mà chúng ta chạy liên tục khoảng độ 2-3 tiếng ấy, thì nếu mà bây giờ chúng ta mà gọi là muốn ăn một cái gì, mình nghĩ là để lôi một cái khô ra ăn thì nó sẽ rất là khó hơn rất nhiều so với một loại mà nó tươi và nó mát, đặc biệt là nó ngọt nữa đó. Thì mình nghĩ là hoa quả. Và đồ ăn tiếp theo mà dân xê dịch sẽ chọn, các bạn chắc cũng đoán được không, đó là mì gói. Mì gói rất là hay các bạn ạ. Mì gói nó nhỏ này, gọn này, rẻ này và tiện dụng. Cái mì gói các bạn có thể ăn bất kỳ khi nào và bất kỳ trong hoàn cảnh nào, kể cả không có nước sôi các bạn vẫn có thể nhai sống rồi đúng không? Hoặc đối với mì tôm thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình thêm những cái xúc xích ăn sẵn. Xúc xích ăn sẵn thì mình thấy có một cái hay là có thể ăn được luôn này, rất là tiện và giá thành cũng không hề cao và bảo quản được lâu nữa đó. Và cái loại tiếp theo đồ nên ăn ấy, thì mình nghĩ các bạn nên ăn đấy là cũng chẳng phải nên đâu, nhưng mà khi mà chúng ta mà mất tập trung khi lái xe ấy, buồn ngủ ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên có cho mình một chút kẹo cao su bạc hà, kẹo cao su chanh. Thì đây là một số cái loại kẹo mà các bạn biết là nó có cái tác dụng đấy là chống buồn ngủ. Thực ra là cũng không hề chống được 100% đâu, nhưng mà cũng sẽ phần nào giúp cho các bạn kiểu như là tập trung hơn một chút và minh mẫn hơn khi mà chúng ta hơi buồn ngủ. Và có một cái loại kẹo nữa đấy là kẹo gừng nha các bạn. Khi mà chúng ta lên những vùng cao ấy, đặc biệt là trên Hà Giang hay là Sapa ấy, vào những cái thời tiết mùa đông mình thấy rất là lạnh, nhưng mà khi mà chúng ta có những kẹo ngậm, kẹo gừng ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta tăng nhiệt cho cơ thể của chúng ta. Hoặc là các bạn cũng có thể chuẩn bị cho mình những cái loại kẹo ngậm đơn giản thôi, kẹo nhai, bởi vì là khi mà mình không nhớ đâu, nhưng mà khi mà chúng ta có một cái gì đó trong mồm ngậm hay nhai ấy, thì cái việc đấy sẽ làm cho chúng ta minh mẫn hơn và kích thích não bộ hơn, tập trung hơn khi mà chúng ta lái xe. Có một cái hay nữa là khi mà chúng ta chuẩn bị những cái đồ ăn sẵn như thế ấy, ví dụ đặc biệt là kẹo ấy, thì khi mà lên vùng cao ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng nó để có thể làm quà cho những đứa trẻ hồn nhiên trên này được. Và tiếp theo nhé, mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái đồ mà chúng ta dễ chế biến khi mà chúng ta chạy xe nha. Thì mình nghĩ là chắc là chỉ có cái món đấy là ốp bô là dễ chế biến ấy. Vừa chạy xe thì vừa có thể chế biến được. Thì cái nguyên liệu để chuẩn bị cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cuộn giấy bạc thôi và một ít dây thép để có thể cố định cái đồ ăn vào trong bô thôi. Thì mình cũng đã làm một cái video về thịt xúc xích ốp bô. Thì nó cũng giống như thịt ốp bô thôi. Ở đây là mình chỉ thay bằng xúc xích ốp bô thôi. Trước mình chạy với một số anh em chạy cái Hồ Cầm Sơn chẳng hạn, Hồ Cầm Sơn ở Bắc Giang ấy, thì mình đã làm cái món này rồi. Các bạn có thể xem lại ở đây nha. Đây, đây, đây. Đó. Mình đã thực hiện cái món đấy bằng bô xe máy của mình rồi. Ở cái mục ăn uống này thì mình khuyên các bạn nên về cái đồ ăn ấy, thì mình khuyên các bạn ấy là chúng ta hạn chế thôi, hoặc là không nên ăn những cái đồ mà các bạn thấy kinh. À không, không phải. Những cái đồ theo kiểu là đồ sống các bạn. Vì là khi mà chúng ta không quen dạ ấy, thì rất dễ xảy ra hiện tượng đấy là làm bạn với lại nhà vệ sinh này. Rất là sợ luôn, chạy xe cực kỳ sợ luôn các bạn. Thì lời khuyên duy nhất của mình là khi mà chúng ta chạy xe đi du lịch bụi ấy, thì ưu tiên hàng đầu đấy là ăn chín uống sôi là tốt nhất. Về nước ấy, thì mình đặc biệt chú trọng cái phần này, bởi vì là như bạn biết ấy, nếu mà chúng ta thiếu đồ ăn thì chắc là có thể sống được khoảng một tuần đấy, nhưng mà thiếu nước thì mình nghĩ là chắc không trụ được quá 3 ngày đâu. Nước sẽ quan trọng rất là nhiều, và nước mình cũng sẽ sử dụng được nhiều cái công dụng khác nhau của nước, đặc biệt nước lọc. Thì như các bạn cũng đã xem những hành trình của mình ấy, thì mình luôn luôn ưu tiên một cái chai nước lọc 1,5 lít mình treo ở xe. Chai nước lọc thì có ngoài cái việc mà sẽ cung cấp nước cho cơ thể chúng ta có đủ nước, thì nó còn một cái tác dụng nữa đấy là có thể sử dụng làm nước rửa tay và rửa mặt nha các bạn. Khi mà chúng ta chạy xe ấy, nếu mà chạy liên tục hoặc là chạy đường dài tầm độ khoảng độ 5 tiếng hay là chạy liên tục khoảng độ 200 cây ấy, thì các bạn sẽ xảy ra một hiện tượng đấy là rất là buồn ngủ và mỏi mắt thực sự luôn các bạn ạ. Hay là bị đau cổ, đau chỗ phần này, chỗ này gọi là cái gì, là cái gáy đó. Cho nên là mình sẽ cần một cái gì đấy để xoa dịu lại, thì lúc này nước lọc sẽ là vị cứu tinh của chúng ta. Và có thể có một số trường hợp nữa, ví dụ như là các bạn muốn chế biến một cái món ăn gì đấy ở dọc đường chẳng hạn, ví dụ như là nấu mì, thì lúc này sẽ cần phải nước để nấu mì đúng không? Đó. Hay là chế biến những đồ khác để cần cái đồ để rửa, thì nước cũng sẽ phát huy tác dụng của mình đó. Và đặc biệt nếu mà các bạn muốn sử dụng những cái loại nước mà tăng lực mang tính mạnh hơn ngoài nước lọc, thì khi mà các bạn buồn ngủ ấy, thì mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng cho mình những cái loại nước như là nước tăng lực bò húc ấy, hay là những loại nước nhân sâm. Đại khái là nó là những loại nước tăng lực các bạn ạ. Thì nó sẽ giúp cho các bạn tỉnh táo hơn, minh mẫn hơn khi mà lái xe. Đó. Mình hay buồn ngủ thì mình cũng có thể sử dụng 1-2 lon bò húc, thì cũng sẽ giúp mình khỏe hơn, tỉnh táo hơn. À, có một cái nữa là mình muốn chia sẻ các bạn nha. Nhiều anh em là hay sử dụng cà phê, nhưng mà mình cũng đối với bản thân mình không khuyến khích sử dụng cà phê lắm đâu. Đúng là cà phê sẽ giúp cho chúng ta là tỉnh táo và tránh buồn ngủ ấy khi mà chúng ta lái xe ấy. Nhưng mà có một cái mặt hại của cà phê đấy là nếu mà các bạn không ăn sáng nha, nếu mà không ăn sáng thì uống cà phê thì thực sự là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu trong người, đặc biệt là cồn bụng mà sẽ rất là khó chịu luôn, rất là đau dạ dày luôn. Cho nên là các bạn phải cân nhắc nha. Đặc biệt là các bạn nào mà có tiền sử các loại bệnh về dạ dày ấy. Nên là nếu mà uống cà phê mà đặc biệt là khi mà bụng đói, các bạn bụng đói thì rất là sợ luôn. Cái phần cuối cùng về cái đồ uống này mình muốn chia sẻ các bạn ấy, thì là chúng ta nên hạn chế uống những cái đồ có ga nha, như là nước cam có ga, hay là đặc biệt là coca ấy, có ga. Mình thấy thực sự là không hề tốt, rất là sợ luôn. Vì ga khi mà các bạn uống vào, các bạn chạy xe luôn là sẽ cảm giác như bị sóc bụng ấy. Rất là sợ luôn. Cũng giống như cà phê thì là khi các bạn đói uống đồ có ga thì thực sự là nguy hiểm. Nó sẽ xảy ra hiện tượng đấy là bị nôn thốc ra ấy. Rất là sợ luôn. Ok, đây là những cái kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Nếu các bạn nào có cái ý kiến gì ấy, hay là có những kinh nghiệm hay hơn thì có thể comment phía dưới cho các bạn cũng biết nha. Nếu mà bạn thích video này của mình ấy, và muốn mình chia sẻ thêm những kinh nghiệm khác về rút bụi thì có thể để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận. Và nếu thích video thì đừng quên like và subscribe channel của nha. Đặc biệt là chia sẻ kênh để giúp mình có những động lực làm những video tiếp theo cho các bạn xem. Xin chào!